Ngày 18 tháng 10, thầy Phan Văn Thiết, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, cho biết, một phó hiệu trưởng trường tiểu học Phà Đánh trên địa bàn đã có đơn xin thôi giữ chức vụ vì nghiện ma túy. Cụ thể, trước đó thầy Lê Khắc Duy, 1982, bị nghiện ma túy. Ngày 31 tháng 8, thầy Duy đã làm đơn xin nghỉ phép gửi lên nhà trường xin nghỉ một thời gian để đi cai nghiện ma túy. Gần một tháng đi cai nghiện, đến ngày 24 tháng 9, thầy V quay về trường và công tác bình thường. Đến ngày 7 tháng 10, thầy V đã làm đơn gửi lên phòng giáo dục huyện Kỳ Sơn để xin thôi giữ chức vụ hiệu phó trường tiểu học Phà Đánh. Theo chỉ huy phòng giá bu tô dục huyện Kỳ Sơn, thầy V bị nghiện ma túy kia nào thì phía đơn vị cũng không bắt rõ gì người này giấu. Kể cả vợ con cũng không hề biết thầy này bị nghiện ma túy. Hiện chúng tôi đã trình lên huyện đề xuất xin thôi giữ chức hiệu phó trường tiểu học Phà Đánh của thầy V. Nhưng phía huyện chưa tổ chức họp để có hướng xử lý. Hiện tại thầy V vẫn đang giữ chức hiệu phó trường tiểu học Phà Đánh và công tác bình thường, ông Thiết nói. Được biết, thầy V đã có hơn 15 công tác tại huyện Kỳ Sơn và đến năm 2008 được kế nhiệm làm phó hiệu trưởng trường tiểu học Na Loi. Sau đó, người này được chuyển thanh lịch giữ chức phó hiệu trưởng trường tiểu học Phà Đánh. Trong công tác, thầy V được tấn công giá bút có chuyên môn bình thường.